Tại buổi lễ giới thiệu thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp Braun tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do công ty Tristar tổ chức, người tiêu dùng đã có cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm những tiện ích và tính năng độc đáo của các sản phẩm đến từ thương hiệu này như lò nướng, lò hấp, bếp từ, máy giặt và đã không khỏi bất ngờ thích thú khi khám phá những điểm ưu việt mà sản phẩm Braun mang lại. Braun luôn đặt con người là trung tâm và trân trọng giá trị con người trong từng thiết kế. Đó là lý do tại sao những thiết kế của Braun luôn hướng tới tính hiệu quả và thông minh. Những sáng tạo tiện dụng trong từng sản phẩm của Braun chính là giải pháp đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người sử dụng, biến công việc bếp núc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Braun có lịch sử lâu đời từ năm 1902 và với hơn 60 năm phát triển, Braun đã trở thành một trong những thương hiệu thiết bị gia dụng số 1 tại Pháp và nhiều nước trên thế giới. Có thể nói, Braun là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực nấu nướng bằng trực giác với công nghệ side-click, công nghệ độc quyền chỉ bằng cái chạm nhẹ, cho phép người sử dụng dễ dàng điều khiển các vùng bếp nấu. Thương hiệu Braun cũng đã được Hiệp hội Nhà nghề Pháp gắn nhãn Origin Front Guarantee cho tất cả các sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy đặt ở Pháp. Chứng nhận này do tổ chức Bureau Vertiat chứng thực, đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm sản xuất tại Pháp. Nhân dịp ra mắt tại thị trường Việt Nam, công ty Tristar, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Braun, đã mang đến cho người tiêu dùng một chương trình khuyến mãi hấp dẫn với tên gọi Bonjour Việt Nam. Chương trình được áp dụng từ ngày 6 tháng 1 năm 2015 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015. Thông qua chương trình khuyến mãi này, người tiêu dùng yêu thích thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp số 1 tại Pháp sẽ có cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm với mức giá hấp dẫn kèm quà tặng giá trị. Chẳng hạn khi mua các sản phẩm bếp cảm ứng từ của Braun, người tiêu dùng sẽ được tặng ngay một chảo Fagor Optima từ 24 đến 28 cm, có trị giá lên đến 3.500.000 đồng, một thùng bia Heineken và tiền mặt. Ngoài ra, khi mua sản phẩm của Braun với đơn hàng trị giá 200 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được ngay một bộ quà tặng có trị giá lên đến 49.150.000 đồng. Gia đình tôi có người định cư bên Pháp, thì tôi cũng được năm ngoái tôi có sang du lịch ở bên đó và cũng được ở đấy mấy tháng. Thì cũng biết gia đình ở bên đó là dùng cái sản phẩm Braun này thì tôi cũng rất là thích cái sản phẩm này. Cũng mong muốn ở Việt Nam thì có. Tháng 11 năm 2014 là chúng tôi cũng may mắn là được biết công ty Tristar này ra mắt cái sản phẩm này tại Việt Nam. Thì chúng tôi cũng muốn sử dụng cái sản phẩm này. Mỗi sản phẩm công ty thì tôi cũng rất là thích là cái chương trình khuyến mại, vì ở Việt Nam là mình không phải công ty này mà tất cả công ty khác, sản phẩm khác cũng rất là thích khuyến mại. Chương trình khuyến mại Bonjour Việt Nam của Braun đã mang đến cho người tiêu dùng những lợi ích thực sự thiết thực khi mà nhu cầu mua sắm các thiết bị gia dụng phục vụ gia đình trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam đang đến rất cận kề. Để có thể tận hưởng cơ hội mua sắm thiết bị nhà bếp cao cấp trong chương trình khuyến mại này của Braun, người tiêu dùng có thể đến tất cả các đại lý, showroom giới thiệu sản phẩm của Braun trên toàn quốc. Chi tiết chương trình khuyến mãi vui lòng vào trang web www.braun.com.vn hoặc xem cuốn cẩm năng khuyến mại Braun được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.10 lý do nên chọn sản phẩm thiết bị gia dụng cao cấp Braun. Braun là chuyên gia với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Braun là thương hiệu uy tín, thân thiện với người dùng, mang đến những phát minh hữu ích tới cho xã hội và nâng cao chất lượng và tiện nghi cho cuộc sống. Là thương hiệu được hiểu rộng rãi như là sẽ luôn đồng hành cùng bạn dài lâu. Với triết lý kinh doanh luôn cam kết lâu dài về việc bảo vệ môi trường. Braun là thương hiệu nổi tiếng của Pháp với 5 trung tâm nghiên cứu và sáng chế đặt trụ sở tại Pháp. Là thương hiệu rất gần với người tiêu dùng, với sự hiện diện ở nhiều nước trên thế giới thông qua các công ty con và các nhà phân phối độc quyền. Braun với sự đa dạng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu người tiêu dùng. Với các phát minh lấy người tiêu dùng làm cốt lõi, mục đích của Braun là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với những sản phẩm thông minh. Thương hiệu Braun cũng thường xuyên nhận được những giải thưởng cho sự phát triển vượt bậc trong công nghệ. Braun chính là bạn.